Mời dạ, các bạn ăn cá nướng chua cuốn và rau sống nha các bạn. Về quê Úc nào nó cũng đều vui vẻ thoải mái thiên nhiên hết, ăn uống rất là vui. Mình đi chặt cành cây để cắm cá nướng nha các bạn. Nãy giờ mình bắt con cá dưới cống nó thối hết, mình phải làm cái gì đó cho xứng đáng trong hôm nay. Để coi kiếm cái nào tươi tươi chặt nha các bạn. Giờ có mình nên ống dài hay ống ngắn mẹ? Dưa hả? Khúc này ha. Chặt sát vô. Rồi. Ê, mẹ dịnh cho. Đó. Ở đây nha. Chặt sát vô. Ủa, ổi nè mẹ. Ổi nè. Bình bát. Mình nướng cá nha. Giờ bắt đầu nướng luôn nha các bạn. Đây nè. Quét mát qua cầm ha. Có chịu. Hôm nay về quê nướng cá nha các bạn. À, nướng cá rôm. Không đắp cái lớp trên hả Hòa? Hỏi hả? Từ từ hải lên. Ê, nó ăn luôn chứ à. Mẹ cây nè quá. Dì Mai đưa mấy cây nè, mày dứt liền cho. Ừ, trời ơi. Được. Ê, lấy cái cây vô con đến lo kìa mà. Cao vô. Cao vô. Ăn ơi quá, không có được, không được. Cá được không mà trời. Tém cái này qua, tém qua, cho trái một cục thôi. Tém qua, đập gì, tém qua. Nướng 4 con cá mà đóng rửa này, chà bá. Giờ chín rồi, như là đủ rồi, chín rồi đó, khỏi phải cần nữa, đủ rồi. Cháy hết vô đó, đủ rồi đó. Tém rơm mày đủ rồi. Wow, trời ơi, con cá đen thùi lùi luôn. Ôi, nướng xong rồi, con cá đen thui. Không biết khét chưa, còn ăn được không á. Này là mồi ngon nha các bạn. Cá lóc nướng rơm. Rồi đây là cá lóc nướng rơm nha các bạn. Chín rồi nha. Dơ lên Hòa. Rớt rồi. Chết bà, rớt cái đầu cá rồi. Chết cha, phải lấy cái đi hứng. Hai con này chín quá rồi nè. Chín quá rồi. Nè, cục gã rồi. Cháy rồi không? Cái trình nóng quá rồi. Đây, cái đó ra nó cháy nữa. Lấy cái cây thiều. Đôi chắc rồi. Cá nướng chui các bạn, mình phải cạo bằng lá xả nha các bạn cho nó da sạch rồi cái lớp ba đen ngoài mình nướng nãy giờ á.
Hết cái nia, hết cái nia về đây. Ủi cái lớp bụi, lớp da đó nha. Thơm mùi cá quá. Chín gục gã luôn ha. Nghe thơm mùi cá bay lên cá nướng. Thơm mùi xảo quá. Đó. Nóng quá mọi người, thơm mùi cá dưới ta. Thơm mùi cá nướng ha. Thơm thiệt luôn á, y chang tôm món tôm nướng. Cái con này hả? Chan lấp dơm trên đây nó cho nó cháy. Thôi được rồi, chín rồi hả? Anh nướng thơm quá. Thơm quá. Thơm mùi cá nữa hả? Thơm thơm thiệt á. Kìa con lấy đầu con cá phụ quà kìa. Thịt ngọt ngay. Trời ơi, nó ngồi người ta cạo rồi, nó ngồi nó bóc nó ăn luôn. Còn ngay hả? Anh thích ngọt ngay à? Thịt hồng hào. Ngọt ngay à? Thơm với mùi tôm quá, tôm nướng chui. Nè, quá ngon, thịt ngon. Chó thấy mà cũng thèm lắm. Cá lóc đồng quê lên nướng chui nha. Hôm nay cá lóc nướng chui nha các bạn. Kìa không để nó chưa để tự nãy mắm nêm ra. Nè cô chủ này đang bán luôn đó. Cá lóc nướng chui nha các bạn. Đây da heo, đổ cá heo nha, cuốn bánh tráng, cá lóc cuốn bánh tráng. À, bánh khọ. Rau bún. Rồi hấp dẫn nha. Dạ, dạ, ngồi, 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 ngồi đi. Nè, có cái dĩa, chị gấp cho nha. Trước khi ăn có nói gì không vậy, à, cô chủ? Chủ em du vậy? Mời các bạn ăn cá nướng chua xuống rau sống nha các bạn. Mời chua, cô, mời chú. Cái con rau, trẻ. Mời dưỡng đi, mời qua làm giỏng rồi con. Dạ má qua ngồi giỏng đi để mấy đứa nó cuốn cho má ăn. Này về quê thiên nhiên nha các bạn. Về quê lúc nào nó cũng đều vui vẻ thoải mái thiên nhiên hết, ăn uống rất là vui. Lột á, lột cái vỏ hút con cầm này con kéo rồi lột cái vỏ ra cái ra hết trơn à. Nó không quen lột có được nó lột ra. Xé ra, xé mạnh ra ra hết trơn à. Cá nướng nó ngọt dữ lắm. Cá nướng chui. Cá nướng nha các bạn. Để ra cái đuôi cá mà lên ngoài tấm non. Cá nướng mà nướng nè. Cái này thành phố về nên về ăn cá nướng chui cũng chưa có rành mấy như các bạn. Tại nó ăn thường ta ăn luôn cả cái da cái vỏ này, nó được vỏ nó cái ruột không à. Này món này ta kêu là món gì, dân giả hả? Món ăn dân giả. Cuộc sống thiên nhiên, cá này tác ao bắt lên hả? Tác ao con nào con nấy cả ký. Ao lâu năm rồi. Thôi ăn bánh khọt đi, không biết ăn cá ăn bánh khọt với lại đủ cả heo. Tiếc không mà. Ăn cái gì vậy? Con nướng nó vậy á. Đừng ăn bún vỏ. Nhưng mà em dễ cá ra cho phải không? Ăn cá được thì đúng tay heo. Được. Nó khác không, nó biết ăn rồi. Khác không biết ăn. Đi vô khác. Đây là nồi quay dọc nồi. Nè. Nó nhanh vậy. Tắm rồi không? Tắm đêm nha các bạn. Nhậu đâu chứ. Nhi nhậu đâu á. Tắm rồi. Ủa. Mạnh nhá. Về quê cá nướng chui. Ngon quá. À, gia đình anh em. Ngày 30 tháng 4, bữa nay 1 tháng 5. Ngon quá bà.
mời các bạn vô nha. Chấm đi vậy, chấm đi vậy, em đưa chén cho ta coi. Mắm nêm, mắm nêm. Mắm nêm. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh nha. Rồi, chào các bạn nha. Mặt hai không kìa.